kênh Chợ Đầu Mối. Mau xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá củ sắn nha quý vị. Củ sắn nè, ngay chỗ này anh này có bán hạt dẻ. Hạt dẻ này là nhiêu ký? Hạt dẻ này là 48 sỉ. 48 ngàn một ký. Giá sỉ. Giá sỉ. Còn ốc chó? Ốc chó 100 ngàn. Ốc chó 100 ngàn giá sỉ. Anh tên gì? Ông Trung. À, cái này là chỗ của anh Trung nha quý vị, vựa của anh Trung. À, vựa Nguyễn Nga hả? Hạt dẻ đó, hôm bữa mình thấy có đậu phộng đó, đậu phộng đâu? Đó, đậu phộng, đậu phộng đó là bao nhiêu tiền ký? Có người ta hỏi đậu phộng. À, anh chủ anh nói là bán ra giá sỉ anh Trung á. Anh Trung anh bán ra giá sỉ là 26 ngàn một ký đậu phộng nha quý vị. Còn củ sắn này là bao nhiêu tiền một ký? Ở đó có mấy loại này nè? Loại sắn dây cắt, loại sắn dây lá. À, sắn cắt này là à, sắn cắt này là 90 ngàn một bịch, là 9 ngàn đồng ký phải không? 9 ngàn đồng ký. Còn sắn có lá cũng 9 ngàn luôn. Cũng 9 ngàn luôn. Anh đây anh bán cái loại đó nhiều lắm quý vị. Anh ở đây là đặc biệt là có bán hạt dẻ nha quý vị, hạt dẻ rồi ốc chó rồi đậu phộng nữa nha quý vị. Mua hết đầy đủ luôn, trong là giá rẻ giá sỉ. À, giá rẻ đây ra bạn hàng nè, bà bạn hàng nè. Đây giá rẻ và giá sỉ luôn, tại đây này luôn. Giá rẻ và giá sỉ. Rồi vậy. Bán giá yêu thương, người bán cũng yêu thương nữa. Người bán cũng yêu thương nữa. Rồi bà nói chuyện bảo quảng cáo cho cái sạp hàng chỗ bán mua hàng. Thấy thương chết không? Rất là dễ thương không? Đúng rồi. À, rất làm cực phải không? À, để vô trong đây, vô trong đây quay ra mới được. Dễ chịu và dễ thương nữa. Dễ chịu dễ thương phải không? Sợ mà người dễ thương, đồ hàng cũng dễ thương nữa. Yên tâm. Rồi vậy này chị, cho chị ở đâu mà chị mua ở đây? Em ở đường Phan Văn Sáu, chị phải mua đây con năm sáu. Mua qua đây suốt tháng luôn. Ở đây có bán củ áo nha, còn cái đậu đó đậu gì không biết. Đậu nành Nhật. À, đậu nành Nhật đó như ký Trung. Đậu nành Nhật này là sỉ 22 ngàn ký nha quý vị. Ăn giùm đây, cứ mẹ vô. Đó trên màn hình video các bạn đang xem là có cái số của anh Trung đó nha quý vị. À, măng cầu, và măng cầu đẹp. Đâu quá đẹp mà quá ngon luôn. Ba mươi mấy ngàn ký à? Ba mấy ngàn. 33 ngàn giống. 33 ngàn một ký mảng cầu gai nha quý vị, cầu sim á. Mảng cầu sim á. Trời ơi, đẹp nè. Kỹ bệnh tiểu đường luôn. Kỹ bệnh tiểu đường luôn, có luôn. Rồi rồi. Ô, quá đẹp luôn quý vị. Quá đẹp luôn, hàng đẹp luôn ngon. Quá đẹp luôn. Nói chung là chậu dừa đây là món rất là dễ thương, tinh rất là dễ thương. À, ngay đầu đường chậu dừa này là ngay đầu đường Nguyễn Thị Sóc luôn nha quý vị. Ngay đầu đường Nguyễn Thị Sóc luôn, kế bên dừa của chị Thắm á. Quý khán giả mà xem cái kênh mình đều biết cái dừa chị. Vậy hả? Ồ, có bán ổi nữa hả? Ổi nào, ổi gì chú? Ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng đây nhiêu ký? Ở nữ hoàng 13 ngàn ký quý vị, bột bịch 10 ký là 130 ngàn. Cái giá của mình để mới mang tính tham khảo nha quý vị, chứ đầu thì nó có lên có xuống nha. Chứ rồi cứ gọi trực tiếp với là chủ dựa, trực tiếp với chủ dựa là mới có cái giá nó chuẩn nha quý vị. Cái giá của mình đồng ý cũng hỏi chủ dựa, rồi chủ dựa nói cái giá rồi mình mới chia sẻ nha quý vị. Nhưng mà nó cũng mang tính tham khảo thôi. Đầu ở chợ đầu mối Hóc Môn nó lên xuống bất thần, bất thình lình luôn. Giá cả thay đổi từng giờ. À, giá cả thay đổi từng giờ luôn á. Củ áo nè, đây có bán củ áo nha quý vị. Củ áo này là nhiêu ký anh Trung? 13 ngàn một ký củ áo nha quý vị. Củ áo nè, bịch 10 ký là 130 ngàn. Có bán áo chính luôn. Cũng chính 17 ngàn. Đậu nành Nhật.
bán cầu xiêm, cũ áo, hạt dẻ, rồi đẹp không quý vị? Đó, đẹp như mơ luôn á. Ở đây có xài đài loan nha quý vị, mình cập nhật cái xài đài loan cho quý vị xem. Đây xài đài loan đây nè. Xe ảnh được. Năm ký 10 ký đó, bạn hàng cũng tấp nạp luôn, rất là vui. Xài đài loan nè, ta mua xài đài loan quý vị. Sòi đài loan, sòi đeo nè, mặn hồng đào đá. Xin chào chị, đây có cái bà chị bạn hàng xinh đẹp luôn, bà ngó vô cái màn hình là thấy nào bà cũng lên trên YouTube. Giỡn chơi đau ruột quá. Còn bà bán hàng này bà nói bà giỡn chơi, bà quảng cáo mà giờ bà nói bà đau ruột quá, bà cười bà đau ruột quá. Cái đau bao tử hả? Đau chân thể hả? Mình lâu quá mình cười đó. Đi đi lại hỏi hết à, nó kiểu như nó giống cái kiểu này. Tao quán có hàng. Hàng lâu năm của nhà này. À đây khách hàng, bà biết luôn á, sức mà bà bán hàng mà bà rành tới cả đó. Không, nếu mà nói vậy là cái anh này anh bán chuẩn lắm nha em quý vị. Thấy bạn hàng mà thương anh cỡ đó, mà quảng cáo cho anh cỡ đó là hiểu rồi. Anh bán phải dễ thương lắm á, người ta mới nhiệt tình với ảnh vậy. Cái xài đài loan đó nhiêu ký vậy anh Trung? Ở xài đài loan 7.000 nha quý bà con. Chợ nay sao rẻ quá vậy nè. À, xài đài loan tại chợ đầu mối Hóc Môn bán 7.000 đồng một ký, một bịch 70.000 nha quý vị. À, không biết bà con dưới quê mình á, là bán bao nhiêu tiền một ký nữa. Xài đài loan á quý vị. Đây là xài đài loan nè, cái trái cả ký lô vậy á. À, xài đeo này nhiêu ký rồi anh Trung? Đẹp. Xài đeo 11.000 nha quý vị. Xài đeo 11.000 đồng một ký á, một bịch vậy là 10 ký là 101 á quý vị. Chà, xài đài loan rẻ quá quý bà con. À, có quý vị khán giả nào mà hỏi đậu phộng không quý vị? À, ở đây mình thấy có bán đậu phộng nha quý vị. Rồi để mình để lên cái tiêu đề đó. Cái giá đậu phộng hồi nãy là đậu phộng nãy nói bán nhiêu ký quên này, 22 hả? 26.000 một ký đậu phộng tươi đó quý vị. Để mình để lên tiêu đề để quý khán giả đó xem á, rồi biết cái chỗ để lại mua nha quý vị. Mình thấy anh chưa dọn hàng ra, hôm bữa có thấy là chưa dọn ra. Còn theo đánh giá thì mình đi qua nhiều nơi, mà nếu mà khách hàng mà họ thương mến, mà họ quảng cáo, mà họ nói kiểu đó là phải phải bán, phải bán buôn phải chuẩn lắm là người ta mới thương vậy nha quý vị. Không dễ đâu, không dễ mà có khách hàng mà coi mình giống như kiểu mà em út mà người thân trong nhà đó. Mận An Phước, mận hồng đào đá. Mận hồng đào đá này bịch nhiêu chú? 9.000 một ký. Ô, mận hồng đào đá 9.000 đồng một ký là 10 ký có 90.000 à. Tại đây 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 quý vị. À, kho hạt dẻ ốc chó củ năng. Cái chỗ này là Nguyễn Nga nha quý vị. Nó hơi chói đèn không quý vị. Nguyễn Nga. Rồi hồi nữa mình đăng cái số điện thoại lên ở trên màn hình video nha quý vị. Alo. Ô, sò keo này nhiêu ạ? Chú sò keo này nhiêu ạ? 10.000. Sò keo 10.000 ký quý vị, một bịch 100.000. Còn cái này. Seri. Seri này 18. Hả?
28 hả? 180. 180, 18 ngàn đồng một ký, 180 một bịch 10 ký nha quý vị, sari á. Ồ, đồ đây ha, nói ngay ha, rẻ thiệt đó nha quý vị. Đó, nãy giờ mình điểm qua hết rồi quý vị. Trên video mình á, nãy giờ quý vị mà xem gọi hết cái video của mình á là sẽ biết hết rồi. Cái giá là hạt dẻ nè, ốc chó nè, củ sắn nè, xài keo, xài đeo, xoài Đài Loan, mận hồng đào đá nè. Rồi đậu nành Nhật. Rồi có cái loại này rất là đẹp luôn nha quý vị. Mũ ấu với lại cái hàng mãn cầu nè quý vị. Mãn cầu quá đẹp luôn. Rồi Đài Loan 7.000 đồng ký, nghe giật mình luôn quý vị. Video này là ngày mai mình đăng nha quý vị. Bây giờ này là 10 giờ 40 phút tối thứ bảy nha quý vị. Quá đẹp quá. Đâu về, đâu về. Có xe mới luôn. Tào lao hả? Thiệt cái gì? Cảm thấy là đặt ấy 15 bịch, giờ thấy còn cái hỏi nào không? Hỏi nào? Đậu phộng nha quý vị. Quý khán giả nào hỏi đậu phộng, đậu phộng 26.000 quý vị. Hạt dẻ, ốc chó nè, đậu phộng, củ năng, củ ấu, củ sắn. Chà, chỗ này củ nhiều nha quý vị. Hỏi nè quý vị. Hỏi nữ hoàng xài Đài Loan. Rất là nhiều luôn. Ấy cha, tới cái món này nãy. Món này nãy giờ mình chưa quay. Này cóc. Này cóc. Cóc quý vị, cóc, cái cóc. Cóc này bịch như vậy. Cóc bữa nay 118. 18.000 đồng một ký cóc nha quý vị, cóc nè. 18.000 đồng một ký như nè. Một bịch người ta bán bịch nha quý vị. Một bịch 10 ký là 180.000. Có cái xài Đài Loan đẹp quá mà nay có 7.000 đồng một ký à, một bịch một bịch nhìn nè quý vị. Bịch 10 ký 70.000. Miền Tây lên bỏ đồ, xe đang lên bỏ đồ. Đó. Đó đại ca miền Tây lên bỏ đồ á cho mấy tiểu đệ bán. Ô ở đây anh có cái món này nữa quý vị. Không biết có được nhiều không? Mây Thái. Có mây Thái luôn mà chắc hết rồi quý vị, khỏi hỏi thôi á. Có mây Thái nè quý vị. Thấy sao nó rinh, nó chạy điếm không kịp luôn phải không? Dạ, nó kịp chạy. Không chịu điếm rồi, rinh chạy không? Đây hả? Đâu? À đúng rồi, đại ca miền Tây lên nè. Hả? Thấy không? Đó, đại ca miền Tây á. Ôi ôi. Quá trời luôn, đàn nhóc có một xe luôn quý vị. Trời ơi, hàng. Không có được hả? Đúng hoàng Đài Loan. Bộ xe đầy nhóc là đầy cứng một xe luôn. Đó, mình chia sẻ quý anh chị em đó đang xuống hàng vậy luôn á. Tại mình đi cũng sớm quá vậy. Rinh chạy hả? Rinh chạy rồi hả? Mắc hết bạch hả? Trời mắc cười quá vậy. Cái dù vậy á. Buồn bán vui vẻ quá vậy.
chị với miền Tây lên bỏ hàng cho mấy anh bác. Ngát cái bóng đèn ở chỗ này uổng quá, cái váy chói quá quý vị. Ồ chói uổng quá, đừng chói nó đẹp đó nha quý vị. Đó đang xuống hè quý vị, đó mình quay thêm cái khúc xuống hè nha quý vị, cập nhật giá thì đã xong rồi nha quý vị. Đó quá, ở miền Tây người ta lên người ta bỏ hàng cho dựa là vậy nha quý vị. Ô, một xe đầy nhóc luôn, một xe đầy cứng ngắc luôn. Rồi xuống mặn hồng đào đá nữa kìa. Đó móc rồi, mồi dưới lên kiểm tra hàng á. Ở dưới quê thì đóng hàng quý vị, còn ảnh ở đây anh chịu trách nhiệm anh bán ra đó, cấp hàng có phàn nạn gì là trực tiếp với là dừa đó. Thật ra người ta lấy hàng người ta cũng kiểm tra cũng kỹ lắm nha quý vị. Cái dựa này thì rất là dễ tìm quý vị, đầu đường Nguyễn Thị Sóc luôn, quẹo vô đường Nguyễn Thị Sóc luôn là cái dựa nằm mé bên tay phải luôn. Thấy có các bạn ốc chó cũng năng nữa đó quý vị, bạn nãy mình có quay mình chia sẻ đó, dễ tìm lắm. Còn quý anh chị em nào mà đã xem video của mình đó là sát bên dựa của chị Thấm luôn, bán hành tỏi nha quý vị. Hành tỏi chanh dây tắc là bên đó nha quý vị, chị Thấm bên đó. Còn cái này giữa anh Trung ở bên đây bán củ sắn, quá xịt củ sắn, nhưng mà củ sắn cũng rẻ, 90.000 một bịch 10kg thì rất là rẻ quý vị. Cắt dây cái sắn mà sắn cắt dây quý vị, mình thấy là nó lớn củ dữ lắm nha quý vị, trên 1kg một củ á. Còn cái sắn mà còn dây thì nó nhỏ hơn chút xíu. À kênh chợ đầu mối Hóc Môn. Kênh chợ đầu mối không? Gõ chữ chợ đầu mối Hóc Môn mà thấy nó trên đầu là kênh đó. Kênh chợ đầu mối á, mình lấy luôn cái tên chợ đầu mối luôn, độc quyền. Thêm. Đóng đóng cửa rồi giờ lấy thêm hả? Nguyên bịch luôn. Đó bù lại cho ông chủ dựa một bịch. Đó dưới quê đó, dưới tỉnh đó, không biết họ đi mấy giờ đó, bà chủ lên tới đây bán hàng đó, chạy lăn sang hết rồi bỏ hết xe hàng nó cũng mệt đó quý vị. Hai vợ chồng hả? Ồ bà chủ em tài xế vậy là ở tỉnh nào lên vậy bà chủ xinh đẹp? Đồng Tháp. Vậy là con gái Đồng Tháp quý vị. Ở Đồng Tháp mà lên tới đây giờ này 11 giờ đi, thì đi cũng hết 4 tiếng đồng hồ. Chà, có 11 giờ, có 5-6 giờ là dưới đề 3 rồi ha. Rồi nãy giờ tôi quay bà chủ nhiều lắm, biết bà chủ có đòi lấy tiền YouTube đây không biết. Rồi xong là xe đi rồi quý vị. Đó mặt hàng nãy giờ mình giới thiệu với quý vị đó là ở đây bán nè, xoài đài loan 7.000 đồng ký nha quý vị. Bà con mà trồng xoài đài loan là thôi rồi luôn, 7.000 đồng một ký. Tại vừa anh Trung bán xỉ ra là bà con mình dưới bán bao nhiêu rồi xe cộ rồi chở lên tới đây nữa là chắc bà con mình không được mấy ngàn.
có xà Đài Loan, mận An Phước, củ sắn rồi ổi. Quay qua quay lại có xà Đài Loan rẻ nha quý vị. Xà Đài Loan rẻ hơn củ sắn nè, củ sắn được 9.000, xà Đài Loan có 7.000. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.